Lớn lên ở miền Nam Việt Nam, ở Sài Gòn, và lúc mà kết thúc chiến tranh thì mới 10 tuổi. Thành ra là cũng có một ít cái ký ức về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà không phải là nhiều. Bố thì có tham gia vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thành ra sau năm 70, sau khi mà Cộng sản vào thì phải đi học tập cải tạo gần 8 năm. Thì chúng tôi sống cũng khá là chật vật. Trong nhiều năm thì năm 1990 thì mới được sang Mỹ theo chương trình HO, và lúc đó thì tôi đã 25 tuổi nhưng vẫn rất là muốn học cái ngành chính trị, tại vì là cái môn học đó nó làm cho tôi thích thú, và tôi quyết định học từ cái bậc cử nhân cho đến bậc tiến sĩ cũng mất mười mấy năm. Và sau khi mà hoàn thành được luận văn tiến sĩ thì tôi bắt đầu đi giảng dạy Đại học Cao học Hải quân Hoa Kỳ, California, và đã dạy ở Đại học Oregon được 15 năm. Và hiện nay là giáo sư và trưởng khoa khoa học chính trị của Đại học Oregon. Dạ vâng, thì là tôi cũng có được gần 20 năm nghiên cứu và giảng dạy trong trường Đại học Mỹ, và đã gặp được khá nhiều học giả Mỹ hay là giới truyền thông Mỹ nghiên cứu đến Việt Nam, hay là muốn bàn về Việt Nam. Tại vì Việt Nam vẫn là một cái đề tài rất là quan trọng trong các cuộc thảo luận về chính sách của Mỹ ở nước ngoài. Và thường thường cái chữ Việt Nam thường hay được nhắc đến, thành ra là họ có thể họ hỏi tôi về Việt Nam, hoặc là họ trình bày về Việt Nam, hoặc là họ viết sách về Việt Nam, thì tôi cũng đều có đọc, và tôi cũng đi trình bày nghiên cứu của mình ở các hội thảo về của những cái giới nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Mỹ và lịch sử về chính sách ngoại giao của Mỹ. Thì là tôi được biết đó, là họ phần lớn, đại đa số của họ là nghĩ là chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phi nghĩa, không có chính nghĩa. Mỹ đã can thiệp vào Việt Nam để chống lại cái ước muốn của dân tộc Việt Nam được độc lập và thống nhất, và họ có thể họ không nói ra hoàn toàn cụ thể như vậy, nhưng mà họ đều coi như họ đều đồng nhất Hồ Chí Minh với lại dân tộc Việt Nam, họ đều đồng nhất Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam, họ đều nghĩ là các lực lượng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho dân tộc Việt Nam trong cái cuộc đấu tranh giành độc lập, đại diện duy nhất và đại diện chính đáng nhất, còn tất cả những cái thế lực khác thì đều là không xứng đáng. Thành ra là Mỹ đáng lý ra không nên can thiệp vào Việt Nam ngay từ đầu, và nếu Mỹ đã can thiệp thì chắc chắn sẽ thất bại. Họ cho là cuộc chiến Việt Nam là unwinnable, tiếng Mỹ unwinnable có nghĩa là không thể nào thắng được, là tại vì là dân tộc Việt Nam nó đã có truyền thống chống ngoại xâm từ lâu đời, và Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là thực sự đại diện cho dân tộc Việt Nam, thành ra cuộc cuộc chiến đó sẽ chắc chắn là sẽ thất bại. Thành ra là... Dạ vâng, những cái nghiên cứu, có một số ít nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái giới học giả Mỹ thì chủ yếu là họ nói đến Việt Nam Cộng Hòa giống như là một cái trong bối cảnh của một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh, tức là đối với họ nhìn từ Mỹ thì Việt Nam Cộng Hòa là một cái, có thể là một cái đồng minh, mà cũng có thể là một cái công cụ để giúp cho Mỹ chống lại Cộng sản ở Á Châu, phải không ạ? Đó là từ quan điểm của họ thì là như vậy. Thành ra họ chỉ nghĩ Việt Nam Cộng Hòa đơn thuần là gắn với cuộc chiến Việt Nam mà họ gọi là Việt Nam War, nhưng mà họ không nghĩ rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có 14 triệu dân. Họ có những cái ước muốn của họ, có những cái nỗ lực của họ, có cuộc sống hàng ngày của họ, có cuộc đấu tranh để mà không chỉ giành độc lập và chống lại Cộng sản, mà còn là cuộc đấu tranh để xây dựng đất nước, để xây dựng một cái nền giáo dục mới, để mà đáp ứng được nhu cầu về về đời sống, về tinh thần của hàng triệu người Việt như vậy. Thành ra là khi mà chúng tôi suy nghĩ nhiều về cái đề tài này thì chúng tôi mới thấy là cái thực ra là Việt Nam Cộng Hòa là nhiều hơn là một cái cuộc chiến rất nhiều, và phải phải nhìn Việt Nam Cộng Hòa trong cái khía cạnh mà toàn diện đó thì mới hiểu được Việt Nam Cộng Hòa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nhìn Việt Nam Cộng Hòa như là một cái bộ máy chiến tranh để thì là rất là thiếu sót, rất là phiến diện. Mà nếu mà nhìn Việt Nam Cộng Hòa theo theo cái quan điểm rộng như vậy thì chúng ta sẽ có thể xem xét Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức xã hội như thế nào, đã tổ chức cái nền giáo xây dựng cái nền giáo dục thời hậu thuộc địa như thế nào. Tại vì cái thời thuộc địa thì là trường lớp thì nó rất là ít,
mà chỉ dành cho con em của những gia đình giàu có vân vân. Có còn những con em nhà nghèo hay là gia đình ở nông thôn thì rất là thiếu phương tiện để mà đi học, và phương tiện dạy học là tiếng Pháp, thành ra là có những cái sự mà hạn chế rất là lớn. Thành ra là khi mà Việt Nam Cộng Hòa tiếp tiếp quản cái miền Nam thì là phải thay đổi cái nền giáo dục đó để mà nó thể trở thành nên một nền giáo dục của Việt Nam, để nó mở rộng ra cho quần chúng. Còn riêng những về những mặt khác như văn hóa nghệ thuật, những mặt khác như là kinh tế, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa phải đối chọi với lại rất nhiều khó khăn. Đó là cái nền kinh tế thì cũng không phải là quá nghèo, nhưng mà cũng là nghèo so với những quốc gia phát triển. Nền kinh tế đó lệ thuộc vào cái xuất khẩu những cái nông sản và những cái sản phẩm kim loại. Nền kinh tế đó không có công nghiệp hoặc là công nghiệp rất là hạn chế, vân vân. Thì đó là những cái thách đố về kinh tế mà Việt Nam Cộng Hòa phải đối phó. Và khi mà chính phủ Ngô Đình Diệm chẳng hạn thừa kế cái chính phủ Pháp thì cái ngân sách hầu như là trống rỗng, không có gì cả, và những cái cơ sở kinh doanh của Pháp, những cái công nghiệp của Pháp họ đang rút dần khỏi Việt Nam, thành ra có một cái khoảng trống rất lớn về 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 kinh tế và cái khả năng tài chính để mà đầu tư phục hồi nền kinh tế và xây dựng một cái nền kinh tế mới. Thì đó là những cái thách đố về mặt kinh tế. Và còn những cái thách đố khác về mặt kinh tế trong cái thời gian sau khi mà Mỹ can thiệp rồi Mỹ rút quân, thì là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải đối mặt với lại nạn lạm phát, phải đối mặt với lại, tại vì là khi mà quân đội Mỹ ở Việt Nam thì họ bỏ rất nhiều tiền, họ tiêu xài rất nhiều, thành ra là nền kinh tế có một cái lượng tiền nước ngoài rất là lớn, nhưng mà khi cái lượng tiền nó rút đi thì là cái đồng bạc Việt Nam không thể nào thay thế được, thành ra là nó dẫn đến cái lạm phát rất là cao, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng phải mở rộng ra để mà lên đến 1 triệu quân để đối phó với lại để thay thế cho quân đội Mỹ, thành ra là cái số tiền mà ngân sách phải chi cho quân đội rất là lớn. Đó là những cái thách thức mà kinh tế rất là lớn mà chính quyền nào cũng phải gặp phải, mà Việt Nam Cộng Hòa cũng phải đối mặt, và phải đối mặt một cách là trong cái thế rất là bất lợi vì đang có cuộc chiến tranh. Đó là kinh tế. Còn về về cái mặt nữa mà chúng tôi muốn nói là về mặt mà tổ chức xã hội, thì Việt Nam Cộng Hòa là có một cái xã hội rất là đa dạng, gồm nhiều cái chủng tộc như là người Khmer khá đông, người Hoa, người Thượng ở miền Trung. Rồi về mặt tôn giáo thì có Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo và Đạo Phật và những cái đạo khác. Rồi về về vùng miền thì là có 1 triệu người miền Bắc di cư, trong đó đại đa số là người Công giáo. Thành ra là Việt Nam Cộng Hòa có một cái xã hội đa dạng. Nhưng mà mặt khác thì là cái việc quản lý xã hội thì rất là khó khăn, việc tổ chức cái hệ thống chính trị để nó có thể đảm bảo được là những cái nhóm người khác nhau, ví dụ người miền Bắc, người miền Nam, người miền Trung, rồi người Cao Đài, người Hòa Hảo, người Thiên Chúa Giáo, người Phật Giáo, người Khmer, người Thượng, tất cả đều có cái đại diện chính trị của họ và có thể có tiếng nói của họ trong hệ thống chính trị, và cái có không có bị đàn áp hoặc là bị chèn ép về mặt kinh tế, về mặt xã hội vân vân, về mặt tôn giáo là những cái về việc về mặt mà thực thi cái tôn thi hành cái tôn giáo của họ, truyền giáo của họ. Đó là những cái mà thách đố rất lớn mà rất khó khăn mà một cái xã hội như Việt Nam, một cái chính quyền như Việt Nam Cộng Hòa phải đương đầu. Đó là những cái mà mặt mà rất là hay về Việt Nam Cộng Hòa. Và mặc dù là Việt Nam Cộng Hòa không phải là thành công trong tất cả, mà nhiều phần có nhiều cái rất có rất nhiều thất bại, như là việc mà ông Ngô Đình Diệm bị Phật giáo phản đối biểu tình và cuối cùng là bị lật đổ, là một cái minh chứng cho cái thất bại đó và một cái thí dụ rõ ràng cho cái thất bại đó. Nhưng mà cũng có những cái mặt khác mà tương đối thành công, ví dụ như là Phật giáo là cái tôn giáo được phát triển rất mạnh dưới thời ông Ngô Đình Diệm, và chúng ta có thể chỉ cần so sánh Phật giáo đó sau năm 1975 thì cái số phận của cái Phật giáo đó như thế nào, số phận của Thiên Chúa Giáo như thế nào, thì chúng ta mới thấy là Việt Nam Cộng Hòa đã làm được một cái việc mà rất là khó khăn, và trong cái điều kiện khó khăn đó không phải là tất cả đều là thành công, không phải là tất cả đều là tốt đẹp, nhưng mà cũng 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 là tôn giáo tương đối có tự do hơn rất nhiều so với cái xã hội cộng sản sau đó. Thành ra chúng ta nếu mà chúng ta mà đi ra ngoài cái cuộc chiến mà xem xét những cái khía cạnh khác của đời sống của Việt Nam Cộng Hòa
như là chúng tôi vừa nói, là từ kinh tế cho đến giáo dục cho đến chính trị cho đến văn hóa nghệ thuật xã hội vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là đó là một cái xã hội có rất nhiều điều thú vị để chúng ta học hỏi và rất có giá trị cho tương lai của Việt Nam sau này. Khi mà dạ thưa, đây là một câu hỏi rất hay, và chúng tôi đương nhiên là phải lạc quan thì mới làm công việc này, mặc dù là chúng tôi cũng biết là không phải dễ dàng. Thực ra trong những quyển sách của chúng tôi đều nói đến vấn đề này, làm sao để có thể thay đổi được cái nhận thức trong mà trong bao nhiêu năm là đã ngự trị trong cái giới học giả Mỹ và giới truyền thông Mỹ và cả công chúng Mỹ nữa, làm sao có thể làm được điều đó. Và chúng tôi cũng rất là trăn trở với lại câu hỏi đó. Nhưng mặc dù vậy, chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã có những cái bước đi đầu tiên rất là tốt. Và vì vì chúng tôi cái cách tiếp cận của chúng tôi, cách nhìn của chúng tôi có cái chiều sâu lịch sử. Ví dụ như là chúng tôi nói về cái sự phát triển của tinh thần Cộng hòa và chủ nghĩa Cộng hòa từ đầu thế kỷ 20 mà Việt Nam Cộng hòa thừa kế được. Và trong những nghiên cứu về người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi cũng chứng minh là những cái phong trào chính trị, những cái cách tổ chức xã hội kinh tế hoạt động của người Mỹ gốc Việt có cái ảnh hưởng rất lớn từ cái thời Việt Nam Cộng hòa, từ cái chủ nghĩa Cộng hòa của Việt Nam. Thành ra là những nghiên cứu của chúng tôi có cái chiều sâu lịch sử rất là tốt. Thành ra là buộc các nhà nghiên cứu người Mỹ họ phải thừa nhận. Và thứ hai nữa là chúng tôi đưa ra được những cái chứng cứ lịch sử mới và có giá trị mà họ cũng phải thừa nhận. Mặc thành ra là mặc dù là họ có thể phản biện, họ có thể phản bác chúng tôi ở mặt này mặt kia, nhưng mà nói chung thì họ phải từ từ chấp nhận những cái quan điểm của chúng tôi, và không thể nào mà làm ngơ chúng tôi như là trước đây nữa. Dạ thưa vâng, tại vì là chúng tôi là ở trường đại học, thành ra là đó là những cái hoạt động chính mà chúng tôi có thể làm được, đó là hội tổ chức hội thảo, sau đó là xuất bản sách. Thì mặc dù là chúng tôi chỉ mới ra đời được khoảng chừng cái nhóm của chúng tôi chỉ mới bắt đầu hoạt động độ hơn 5 năm nay, nhưng mà chúng tôi đã tổ chức được hai cái hội thảo tương đối thành công và đã có 4 quyển sách, 3 quyển sách đã được in ra rồi và 1 quyển sách sắp được in ra, thì là về Việt Nam Cộng hòa, về xây dựng đất nước dưới thời Việt Nam Cộng hòa và về người Mỹ, cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt bắt nguồn từ Việt Nam Cộng hòa. Thế là chúng tôi rất là vui mừng với cái tiến bộ như vậy, tại vì là cái môi trường học thuật của Mỹ không phải là dễ dàng để mà có thể làm những việc đó trong một cái thời gian như vậy. Thường thường là mất khoảng chừng 5 đến 10 năm, mà chúng tôi đã làm được việc đó trong vòng từ 1 đến 5 năm, là cái việc mà chúng tôi rất là mừng và sẽ vẫn tiếp tục như vậy nữa. Và một mặt khác thì chúng tôi cũng mong là trong tương lai, và chúng tôi đã làm rồi nhưng mà sẽ tiếp tục nhiều hơn nữa, tức là sẽ giúp cho những cái học giả trẻ người Việt Nam mà tốt nghiệp tiến sĩ về các ngành khoa học xã hội như lịch sử, như chính trị, như xã hội học, như là báo chí, để có thể có được cái chỗ đứng trong cái môi trường đại học của Hoa Kỳ như là những học giả, để họ có thể đại diện cho chúng ta, để có thể nói tiếng nói của chúng ta. Không thể nào để cho những học giả Mỹ không biết gì về Việt Nam, không biết gì về tiếng Việt, không biết tiếng Việt mà lại cứ thích bàn chuyện về Việt Nam và họ nói về lịch sử Việt Nam như là họ biết rất nhiều mặc dù là họ không biết gì hết. Thành ra là chúng ta cần những người như chúng ta, như như tôi, để có thể tiếp tục cái công việc này về lâu về dài. Và cái đó là cái mà chúng tôi đã làm với những cái chương trình hậu tiến sĩ, học bổng hậu tiến sĩ cho các bạn trẻ như vậy. Và mặc dù chương trình này khá là tốn kém, nhưng mà chúng tôi mong rằng là sẽ tiếp tục từ từ, và trong vòng chừng 10 đến 15 năm chúng tôi có thể có chừng 5 đến 10 bạn trẻ ở trong những cái chiếm được những cái vị trí quan trọng ở trong các trường đại học Mỹ, và như vậy họ sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ của các học giả Mỹ và công chúng Mỹ về lịch sử Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam và về người Mỹ gốc Việt. Dạ thưa vâng, chúng tôi chưa nghĩ đến là có 2 lý do. Lý do thứ nhất là chính trị của Mỹ, theo như tôi hiểu, thường thường là nó những cái vấn đề mới là bắt đầu từ cái cấp tiểu bang, rồi sau đó dần dần nó lan rộng ra từng tiểu bang một, rồi sau đó mới liên bang họ mới làm. Chứ còn nếu mà mình bắt đầu ngay liên bang thì rất là khó, mà thường thường là bắt đầu từ tiểu bang, tại vì dân biểu Mỹ là họ đại diện cho dân chúng địa phương. Thành ra ở đâu có người Việt mà ở đâu người Việt đòi hỏi thì là dân biểu của Mỹ họ phải đáp ứng, nhưng mà không không có dân biểu nào là thực sự là đại diện cho liên bang cả.
Lý do thứ hai thì thực ra chúng tôi cũng đã đang làm việc với lại một số đơn vị học khu hành chánh ở Nam California. Trong chuyến đi vừa rồi của chúng tôi nói chuyện về sách ở Nam California thì chúng tôi đã đến nói chuyện ở Westminster High School, trung học Westminster, và nói chuyện với lại tập thể nhiều thầy cô đang giảng dạy trong các chương trình Việt ngữ và các chương trình Việt ngữ và văn hóa Việt ở các trường trung học của địa phương, và cả các giáo sư của các trường đại học ở địa phương nơi mà đào tạo ra những cái thầy cô đó. Tức là chúng tôi đã nói chuyện với thầy cô của các thầy cô, nói chuyện với các thầy cô và cả các em học sinh trung học, và chúng tôi thấy là nhu cầu rất là lớn và hiện nay đều không được thỏa mãn. Và mặc dù là đã có cái luật của tiểu bang ra, nhưng mà cái luật đó thứ nhất là nó là không phải chỉ dành cho người Việt mà dành cho tất cả các nhóm di dân. Thành ra là phải có một phần cái ngân sách phải dành cho người 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 Mễ, một phần ngân sách dành cho những cái nhóm khác, Lào, Campuchia và Việt Nam, thì là không phải là tất cả ngân sách đều dành cho Việt Nam, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ có ngân sách rồi nhưng mà chương trình không có, sách vở tài liệu không có, thầy cô giáo cũng thiếu, thì làm sao mà trong vòng 1-2 năm mà mình có thể mà làm được những cái điều đó, là cái điều mà rất là khó khăn. Ngày xưa là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa làm được, là vì họ làm cái chính quyền, họ có khả năng, nhưng bây giờ chúng ta không có chính quyền, chúng ta chỉ có những cái tổ chức thiện nguyện và những con người tình nguyện, thì làm sao chúng ta có thể làm được cái đó để mà đáp ứng được nhu cầu. Thành ra là vấn đề cơ bản trước mắt theo tôi nghĩ là giúp cho cả miền Nam California có được một cái chương trình tốt và những cái tài liệu tốt, và để họ khuyến làm sao để khuyến khích được các bạn trẻ vào ngành giáo dục. Để có, hiện nay thì là ở Việt Nam thì bắt đầu có cái rất nhiều cái quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ mà có đầu óc, có tư tưởng muốn tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa, thì cái xu hướng này nó đang ngày càng mạnh hơn, tại vì là sau nhiều năm Việt Nam đổi mới thì là cái xã hội nó thay đổi, và rõ ràng các bạn trẻ này họ có suy nghĩ, họ đã nhận ra là cái mô hình chính trị, xã hội, kinh tế của Việt Nam hiện giờ là chắc chắn là sẽ dẫn đến đường cụt hoặc là thất bại. Thành ra là họ muốn là nhìn lại những cái vấn đề cơ bản về tổ chức xã hội, chính trị. Thành ra là Việt Nam Cộng Hòa trở nên là một cái đề tài mà họ rất là quan tâm, và họ đã liên hệ với tôi để mà hỏi, hoặc là chính tự họ đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa qua các sách báo để lại từ thời Việt Nam Cộng Hòa mà họ có thể tìm được trên trên mạng để mà tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu mà họ đến với chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất sẵn sàng tiếp nhận họ. Và cái phương pháp giáo dục của Hoa Kỳ là không có áp đặt, là tự do tư tưởng, phải không ạ? Thành ra là chúng tôi chỉ khuyến khích họ để mà tìm hiểu và giúp cho họ cái cơ hội để tiếp cận những tài liệu, những nhân vật của Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức những cái hoạt động liên hệ. Nhưng mà chúng tôi không có tìm cách để mà thay đổi cái suy nghĩ của họ và để cho họ tự tìm hiểu và tự tự phát hiện ra những vấn đề hay, đẹp hay là xấu của Việt Nam Cộng Hòa để mà họ có thể trao đổi với chúng tôi. Thì với cái tinh thần là trọng sự thật, cái đó là cái quan trọng nhất ở trong cái môi trường đại học của Mỹ, đó là trọng sự thật, trọng cái việc và cái nỗ lực tìm kiếm sự thật, tìm kiếm những cái gì mà chưa được biết và được bị hiểu sai ở trong lịch sử. Đó là cái tinh thần quan trọng nhất của môi trường đại học mà chúng tôi mong sẽ truyền thụ cho các bạn học sinh đến sinh viên đến từ Việt Nam, và cái đó là cái quan trọng nhất. Cái đó sẽ giúp cho họ hiểu thêm rất nhiều và hiểu đúng, giúp cho chúng ta hiểu đúng về Việt Nam Cộng Hòa từ cái nghiên cứu của họ mà không. Dạ thưa, cái bản vẽ của căn nhà Việt Nam là nó có từ những năm đầu thế kỷ 20 với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, với các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, và sau đó là Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim và Tự Lực Văn Đoàn vân vân, thì họ đã nỗ lực để mà thoát ra khỏi cái văn hóa chữ Hán là do Trung Quốc thống trị để mà tiếp cận với văn hóa phương Tây và tìm hiểu những cái khái niệm chính trị, xã hội, kinh tế mới của cái thời hiện đại. Tức là tất cả những cái thuật ngữ chính trị mà chúng ta dùng ngày nay là đều bắt nguồn từ cái giai đoạn đó, khi mà dịch những chữ dân quyền, những chữ chính trị, những chữ kinh tế, tự do, dân chủ vân vân là từ những cái học giả của Nhật hoặc là Trung Quốc đã dịch trước ra tiếng Trung Quốc, và họ họ tiếp thu
và họ xiển dương nó, tức là họ đưa ra bàn luận rộng rãi trong công chúng để cho công chúng có thể tiếp nhận và hiểu biết thêm về những cái khái niệm đó. Thì là từ những cái khái niệm đó về cái chủ nghĩa cộng hòa, về tinh thần cộng hòa, về dân chủ đại diện, về nhân quyền, về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng mà nó đã truyền đến cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Và Việt Nam Cộng Hòa mặc dù nó chỉ là một căn nhà, nó là một cái chế độ mà nó không còn nữa, nó chỉ tồn tại trong 20 năm, nhưng thực ra cái nền tảng tư tưởng đó là nó có từ trước rất lâu và nó vẫn tiếp tục sau khi Việt Nam Cộng Hòa đã chấm dứt sau năm 75. Tức là một phần nó thì là vẫn ở lại với người Việt Nam mà không không đi ra nước ngoài, một phần nó theo những người Việt tị nạn ra nước ngoài, và cái tinh thần đó nó vẫn tiếp nối như là một cái dòng chảy trong cái lịch sử Việt Nam. Và ngày nay sau khi mà sau 10 năm áp đặt cái chế độ Stalinist ở Việt Nam thất bại, thì năm cuối thập niên 80 thì Cộng sản Việt Nam họ đã phải đổi mới, họ phải bỏ cái hợp tác xã tập trung mà chuyển sang kinh tế thị trường. Đó là một cái thất bại rất là lớn, nhưng mà nó cũng là một cái công nhận cái tư tưởng, cái giá trị về cái kinh tế tự do, về chủ nghĩa cộng hòa mà Cộng sản Việt Nam Cộng sản họ bắt buộc phải tiếp nhận, bắt buộc phải thừa nhận sau khi cái chương trình kinh tế xã hội của họ đã hoàn toàn thất bại. Và ngày nay thì sau 30 năm đổi mới thì các giới trẻ Việt Nam có rất nhiều người mong đợi có được những cái xã hội được thịnh vượng và phong phú và tự do như ở những xã hội không phải ở phương Tây mà ở Hàn Quốc hay ở Nhật chẳng hạn. Đó là những cái nơi mà người Việt Nam thường nghĩ đến là chúng ta cũng vẫn có thể có khả năng làm được. Thì đó là những cái giá trị, đó là những cái giá trị mà từ thời Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta có thể tìm hiểu và học hỏi và rút ra những cái bài học để mà có thể áp dụng trong tương lai của Việt Nam. Thành ra cái Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn rất là quan trọng. Trong cái dịp này đó là cái dịp mà 30 tháng 4 thì là tôi cũng có đi nói chuyện một vài nơi, thì là cái xu hướng vẫn là suy nghĩ là 30 tháng 4 là ngày quốc hận, và thì đúng đó là ngày 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 Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ và bị mất nước đối với tất cả người Việt chúng ta ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng nên có cái nhìn lịch sử hơn, tức là cái ngày đó là cái ngày mà thực ra bây giờ nhiều người ở miền Bắc họ đã nói, là nhiều trí thức miền Bắc họ nói là chúng ta đã giải phóng họ chứ không phải là họ giải phóng chúng ta. Đúng không ạ? Tức là ngày 30 tháng 4 là ngày chúng ta giải phóng miền Bắc. Giải phóng đây theo ý nghĩa là giải phóng họ khỏi cái nô lệ vào cái chủ nghĩa giáo điều Stalin và Mao mà những người Cộng sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh đã đem về Việt Nam và bắt buộc họ phải tin theo. Thì sau năm 75 thì họ có cơ hội, họ nhìn thấy. Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 75 thì chúng ta có thể nghĩ là họ ngày nay là Bắc Hàn. Bao nhiêu triệu người Việt ở miền Bắc là đã phải phải sống như là những người Bắc Hàn ngày nay thì thật là đau khổ cho họ. Thành ra là chúng ta nghĩ phải có những cái cách nhìn mới về ngày 30 tháng 4, đó là ngày mà chúng ta giải phóng miền Bắc. Đó là ngày mà nếu mà chúng ta đặt Việt Nam Cộng Hòa vào cái bối cảnh lịch sử lâu dài như tôi vừa nói, là từ cái thời mà đầu thế kỷ khi mà có cái sự du nhập của chủ nghĩa Cộng Hòa vào Việt Nam, thì rõ ràng cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà thất bại của cái chế độ Cộng Hòa, nhưng mà cái chủ nghĩa Cộng Hòa đó nó không có chết mà nó vẫn sống dai dẳng, mặc dù là nó bị đàn áp và nó phải bỏ chạy ra nước ngoài, nhưng mà bây giờ nó đang trở lại. Sau 50 năm thì chúng ta thấy là nó tạo điều kiện cho cái sự chiến thắng của cái tư tưởng và cái giá trị Cộng Hòa.